Kính thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 9, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết đã nhận báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc một nhóm côn đồ xông vào khoa cấp cứu đánh người và có hành vi đập phá tài sản thiết bị y tế tại bệnh viện. Vào khoảng 17 giờ 50 ngày 23 tháng 9, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận cứu chữa cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình trong tình trạng có vết thương ở đầu và tay. Bình được các y bác sĩ may vá vết thương tại phòng tiểu phẫu ở khoa cấp cứu. 10 phút sau, có một nhóm gồm 6 người đi trên 2 xe máy, biển kiểm soát 62K5-4197 và 81N1-00458, giả là chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào. Khi đến khoa cấp cứu, 3 trong số 6 người này cầm hung khí xông vào tìm kiếm Bình và người đi chung để tấn công. Lúc này, người đi cùng bệnh nhân Bình đứng trước cửa phòng cấp cứu, thấy nhóm đối tượng nên chạy vào phòng lưu bệnh cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 người nhìn thấy, truy đuổi và dùng hung khí chém liên tục vào khu vực máy thở. Sau 2 phút nhóm gây rối tại khoa cấp cứu, bảo vệ bệnh viện đã có mặt kịp thời truy đuổi 6 người này, đồng thời báo cáo công an phường 3, công an thành phố Tân An, công an hình sự tỉnh Long An. Trong thời gian xử lý vụ việc, bảo vệ đã đóng tất cả cổng và truy đuổi. Nhóm đối tượng chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt rồi bỏ xe ở đó và trốn thoát. 2 xe máy được lực lượng công an tiếp nhận xử lý. Theo báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Long An, vụ việc không có nhân viên y tế bị thương tích hay xây xát nhưng làm cho nhân viên, y bác sĩ hoảng sợ, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Các thiết bị y tế đang được kiểm tra xem có hư hỏng không. Vụ việc đang được Công an thành phố Tân An tiếp nhận và điều tra xác minh.